Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng hiệu ứng con chó chuột để làm những cái video hướng dẫn một cách rõ ràng. Ở đây thì các bạn sẽ vào cái mục là Cursor Effect. Thì đối với những cái video mà quay màn hình vi tính thì chúng ta mới sử dụng được cái hiệu ứng con chó chuột này. Tại vì khi mà các bạn quay màn hình vi tính thì con chó chuột nó có xuất hiện trên những cái thao tác, do đó mà chúng ta sẽ dùng được cái hiệu ứng này. Còn với những cái video bình thường thì cái chức năng này nó sẽ không xuất hiện. Mình đang có một cái video quay màn hình và để ở dưới cái track 1 như thế này. Thì mình sẽ tua qua cho các bạn thấy. Thì khi mà các bạn thấy là sau khi bạn quay thì cái con chó chuột nó vẫn là một cái con cái hình mũi tên nhỏ như thế này. Trong quá trình thao tác thì có những cái thao tác mà khi mà các bạn sử dụng cái thao tác đó hướng dẫn thì người xem họ không xem kịp hoặc là không xem thấy được cái thao tác của các bạn. Do đó mà đối với những video này thì người ta sử dụng cái hiệu ứng con chó chuột có tên gọi là Cursor Highlight. Thì nó sẽ có ba cái hình dạng các bạn có thể xem. Hình dạng thứ nhất là nó có cái hình một cái màu hình tròn bao quanh cái con chuột. Cái thứ hai nữa là một hình tròn nhưng mà nó sẽ không có cái màu ở trong. Và cái thứ ba là cái này. Thì mình sẽ lần lượt thử ba cái chức năng này cho các bạn xem. Đầu tiên là cái chức năng là Cursor Highlight. Thì các bạn sẽ chọn cái video mà các bạn muốn đưa cái con chó chuột vào. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấp phải và chọn Add to Selected Media. Thì lập tức khi mà các bạn đưa cái chức năng đó xuống thì bên này con chó chuột nó được bao quanh bằng một cái màu giống như là cái hình mà các bạn đã thấy bên đây. Mình sẽ bỏ undo lại cho các bạn xem cho rõ nha. Các bạn nhìn hình chỗ này. Này mình sẽ bỏ đi. Các bạn thấy ha, nó mất đi cái vòng tròn và cái màu vàng bao quanh. Rồi mình sẽ đưa xuống lại như thế này. Đây. Thì mà khi các bạn đưa xuống rồi thì nó có một số cái tùy chỉnh mà chúng ta có thể chỉnh được. Bằng cách là các bạn nhìn qua khu vực bên phải và nó nằm ở cái tab mà có cái hình con chó chuột như thế này. Ở đây thì nó có một số cái tùy chọn như sau. Cái mục Scale đang ở 100% thì chúng ta có thể là tăng nó lên thì cái hình mũi tên như thế này, cái hình con chó chuột nó sẽ tăng lên, nó tăng lên, đây nó tăng lên thế này. Rồi các bạn có thể là đưa nó về lại cái vị trí cũ hoặc là cho nó tăng lên. Cái thứ hai là khả năng hiển thị, nghĩa là khả năng hiển thị của con chó chuột này trên cái nền vàng. Các bạn thấy là nếu mình giảm cái khả năng hiển thị xuống thì nó sẽ mờ đi nha. Do đó mà những cái thông số này thì các bạn có thể để mặc định cũng được, không cần phải chỉnh sửa. Ở đây với cái màu vàng thì chúng ta có thể thay thành một cái màu khác. Trong cái mục là Cursor Highlight, mình sẽ thay cái màu khác cho các bạn xem, màu xanh ha. Đó thì tùy vào mục đích mà chúng ta sẽ thay cái màu cho nó nổi lên trên cái video của mình. Thì mình sẽ chọn lại màu vàng. Rồi ở cái mục size này nó đang để ở mức là 50. Mục size là chính là cái vòng tròn này. Chúng ta nếu các bạn tăng lên thì các bạn sẽ thấy nè, nó to nhé. Và thu lại thì nó nhỏ. Thì mình thường để ở cái mức 30-40. Còn nếu không muốn có cái điều chỉnh nào thì các bạn có thể để 50 giống như trong cái mặc định của chương trình đã đưa ra. Rồi ở cái mục softness chính là cái mục mà nó chỉnh cái độ nét, độ mềm đó, độ mềm của cái vòng thôi. Ở đây thì các bạn không cần lưu ý gì nhiều. Rồi đó chính là cái mục đầu tiên là mục là Cursor Highlight. Mình sẽ qua cái mục là Cursor Magnify. Mình sẽ bỏ cái hiệu ứng này đi bằng cách là nhấp vào đây. Và chúng ta sẽ nhấp chuột trái một lần nữa cho nó hiện cái màu vàng. Và chúng ta sẽ ấn cái Delete thì nó sẽ mất đi. Rồi mình sẽ đưa cái hiệu ứng này xuống và thử xem nó như thế nào. Bằng cách là nhấp phải và chọn Add to Selected Media. Đây chính là cái hiệu ứng của nó nha. Đây, và chúng ta cũng có một số cái tùy chọn ở đây. Đối với cái hiệu ứng này thì nó có một cái chức năng là zoom. Các bạn khi mà bạn tăng lên đây thì khi mà những cái nơi mà các bạn đưa con chuột vào thì nó sẽ zoom tăng to lên. Các bạn để ý cái đường gạch này nè, nó đã thay đổi nè. Đây, nó zoom lên nha, zoom to lên. Đây, thì nó có một số chức năng này. Thì thường thì với cái chức năng này thì chúng ta dùng cho một cái phân đoạn nào đó mà chúng ta muốn zoom nó lên thì chúng ta li chuột vào đó và dùng cái chức năng này. Rồi mình sẽ xóa cái hiệu ứng này đi và mình sẽ test cái hiệu ứng cuối cùng, đó là cái hiệu ứng Spotlight. Hiệu ứng Spotlight này thì nó sẽ cho chúng ta một cái khung cảnh mờ
và sẽ cái nơi nào mà chuột nó đưa tới thì nó sẽ sáng lên như thế này. Để các bạn xem nè. Đó. Còn cái khung video thì nó sẽ mờ hẳn đi. Đây là chính là cái điểm đặc biệt của cái hiệu ứng Spotlight. Thì bên này thì chúng ta cũng có một số cái tùy chọn. Thứ nhất là cái size. Các bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ cái size này lên nha. Cái thứ hai nữa là cái subnet. Thì nó giống như cái chức năng của những cái hiệu ứng trước mà thôi. Rồi cái mục là hiển thị, khả năng hiển thị nha. Thì chúng ta sẽ canh chỉnh. Nếu chúng ta để ở mức 100% thì nó sẽ quay lại với cái hiệu ứng. Nó quay lại với cái ô mặc định ban đầu. Còn nếu chúng ta đưa nó xuống thì nó sẽ mờ đi. Đây chính là cái độ mờ nha. Độ mờ của cái khung bên ngoài cái spotlight này. Đây. Chúng ta có thể để mặc định hoặc là có thể tinh chỉnh lại một tí cho nó sáng lên. Ở đây thì nó có mục là blue, đây chính là cái độ mờ của cái toàn bộ cái video bên ngoài cái khung này. Rồi thì mỗi thứ thì nó có một chức năng nhất định, do đó mà tùy vào cái mục đích cái video của bạn thì chúng ta có thể dùng cái này để mà biên tập lại. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn ba cái hiệu ứng con chó chuột. Thì hy vọng là các bạn sẽ ứng dụng nó trong cái video của mình một cách thông minh để tạo ra một cái video hấp dẫn người xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái chia sẻ sau.